Vâng, xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Trong buổi chiều ngày hôm nay, mặc dù khá là bận nhưng em vẫn xin lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em một vài cái mẫu dây có khá là nhiều lõi, đáp ứng yêu cầu của các bác và anh em thích những cái dòng dây mà có nhiều lõi. Và ngay bây giờ em xin giới thiệu chi tiết luôn về các cái mẫu dây này để không làm mất thời gian của các bác và anh em. Trước tiên là một mẫu dây màu ghi của nhà Hitachi. Đây là thông số của dây. Dòng dây này thì có tới 20 lõi. Em đã tước luôn ra để không mất thời gian trong cái việc tước cái vỏ dây này ra nữa. Sau lớp vỏ là một lớp áo chống nhiễu. Tiếp đến là 20 lõi dây của nó đây. Dòng dây này cũng có một lớp áo bằng giấy chống ẩm. Lõi dây thì là lõi đồng mạ bạc, rất là sáng và bóng. Một vế của nó khi mà tết vào như này thì nó được tầm khoảng 3,5 ly. Dòng dây này thì nó chi tiết đều cả 3 giải. Nếu các bác và anh em thích cái dòng dây mà chi tiết đều cả 3 giải thì các bác và anh em có thể lựa chọn cái dòng dây này. Hiện tại thì dòng dây này em đang bán với giá là 80.000 một mét. Giá rất là tốt cho các bác và anh em lựa chọn. Dây 20 lõi mà giá chỉ có 80.000 thôi. Còn phía trên này là một dòng dây khác cũng của nhà Hitachi. Đây là thông số của dây. Dòng dây này cũng có tới 20 lõi. Em cũng tước sẵn ra như này rồi. Thì các bác và anh em thấy luôn, đỡ mất công thời gian, đỡ mất cái thời gian chờ đợi tước dây nữa. Đấy. Một vế mà tết lại thì cái dòng này nó được khoảng 2,5 ly. 2,5 ly. Dòng này cũng là lõi đồng mạ bạc. Và dòng này thì nó thiên về giải cao. Nếu các bác và anh em thích thiên về giải cao thì có thể lựa chọn cái dòng dây này. Dây này cũng phía ngoài là một lớp áo chống nhiễu, phía trong là một lớp giấy chống ẩm. Đấy. Và phía trong mới đến các sợi dây của nó. Dòng dây này em cũng đang bán với giá 80.000 một mét thôi. Giá rất là mềm cho các bác và anh em lựa chọn. Thì có hai dòng dây 80.000, đó là dòng dây màu ghi đây. Và dòng dây màu xám kia cùng là 80.000, cùng là 20 lõi cả. Nếu các bác và anh em thích lựa chọn dòng dây nào thì có thể liên hệ với em và đặt hàng cái dòng dây đó. Tiếp đến em muốn giới thiệu đến các bác và anh em một dòng dây khác cũng của nhà Hitachi. Đây là thông số của dây. Dòng dây này thì khá là bự, nó phải bằng tầm ngón út của em. Dòng dây này nó có tới 34 lõi cơ. Nó có tới tận 34 lõi. Phía sau cái lớp vỏ cũng là lớp áo chống nhiễu, tiếp đến là giấy chống ẩm. Và đây là các cái lõi dây. Em cũng tước luôn ra rồi. Đây, em tước luôn ra rồi. Và bện lại một vế đây. Một vế của nó thì được khoảng tầm 3 ly. Đấy. Dòng này thì khá là nhiều lõi, có tới tận 34 lõi cơ. 34 cái lõi dây như này. Đáp ứng cái tiêu chí của các bác và anh em thích cái dòng dây nhiều lõi. Dòng này thì chỉ có một màu thôi, đó là màu xám đây. Hiện tại thì với cái dòng 34 lõi này bên em đang bán với giá là 100.000 một mét. 100.000 một mét với cái dòng dây 34 lõi. Nếu các bác và anh em ngại chia những cái dây mà nó nhiều lõi như này, ngại chia những cái dòng dây mà có nhiều lõi như này, thì bên em cũng sẽ chia cho các bác và anh em.
và chia đánh dấu âm dương cho các bác và anh em. Đây, đỏ đen đây. Cùng với đó là nếu các bác và anh em thích đấu nối các cái loại rắc như là rắc bắp chuối này, rắc mỏ chim này, hay là rắc mỏ chim mềm, mỏ chim cứng, hay là rắc càng cua, thì bên em cũng sẽ thi công và đấu nối các cái rắc này cho các bác và anh em theo yêu cầu của các bác và anh em. Vâng, nếu các bác và anh em thích cái mẫu dây nào và thích cái thi công đấu nối như nào thì vui lòng liên hệ với em qua cái số điện thoại em đặt ở trên màn hình. Vâng, cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.